Anh em thân mến nhá, review con Kia này. Đây là dáng tổng thể, em check 45 độ. Đấy. 45 độ. Dáng rất đẹp, đời 2011. Một chủ nam, hồ sơ là Thạch Thất, Hà Nội. Na răng đúc. Đấy. Hơi có một vết hơi chạm đây tí, nhưng mà dáng rất thể thao. Đấy. Có cả cửa trời, cửa trên đỉnh nhá. Đấy. Cái này đặc biệt là có được lắp xem camera đằng sau rất là led. Đấy, cốp rất là rộng. Cốp rất rộng luôn. Cốp rất rộng luôn, để đồ tha hồ luôn. Cái này màu này là màu ghi. Con này là con biển 29238-19 Karen 5x. Máy nổ rất êm. Gầm cầu ok lắm. Ốp số cua dưới gầm. Con này còn sáng lắm. Na răng đúc nhỉ? Theo xe luôn. Phanh nó là phanh gì? 4 phanh S. À, 4 phanh S. Nói chung là 2011 là nó cũng... dáng này, nhìn dáng này nghe nó thể thao nhỉ? 4 phanh S rồi nhỉ? Thích hợp vô lăng. Anh chỉnh điện đài tất bằng vô lăng hết. Biển Hà Nội. Đây có cả ấy mà. Xin nhan theo xe. Lốp lắp. Gần như không có lỗi gì là đáng kể lớn cả. Chà. Toàn chỉ có một vài vết tì nhỏ nhỏ thôi. Dáng dấp 7 chỗ, chườm xe, gọn xe. Cũng to xe chứ không phải bé đâu. 7 người đi, 8 người đi thoải mái. Anh nhìn được lốp rồi đi. Này chắc đi được rộng. Thiện chí phết đấy. Là bây giờ phải xe ấy qua nội thất này. Đấy. Con này không chỉ bằng vô lăng đây nhá. À đây à, volume đấy, option của nó là rất đa dạng trong cái vô năng luôn này, điều hòa này, mát lẹm luôn. Thôi bé thôi để quay. Đây là phanh tay này, đạp phát là phanh luôn này. Đấy, đạp phát nữa bật lên. Xe này xe số tự động anh em nhá. Đấy, mình quay qua cái có lẽ là Kia gì nhỉ? Kia Karen à. Đây là cái option, cái này là gương ghiếc, gương cụp, gương ghiếc này, tự động hết. Ghế là ghế địa chỉnh điện luôn này. Đấy. Ghế chỉnh điện. Đấy. Đây là hộp số. Hộp số luôn. Mình nhận bạn nhỏ cái volume đây. PR ND và P cộng P trừ, D cộng D trừ. Thì hiện giờ xe đang đi được hơn 6 vạn. Đấy, báo cáo anh em và các bác như thế nhá. Được chủ độ thêm đồ chơi là camera hành trình màn hình Android. Đấy. Android. Còi. Anh cho cái camera sau nó đổi lên phát xem nào. Bấm vào camera. Đấy. Camera này theo cá nhân mình dân IT mình thấy là nó rất là rộng, rất là sáng. Đấy. Nghĩa là khi mình đi là mình nhìn những cái người đằng sau vượt, hoặc là mình nhiều khi không cần thiết phải nhìn gương. Mình chỉ đá ở đây phát mình biết là đằng sau có cái độ lách nhiếc như nào rồi. Mình rất kết cái tính năng này và cái camera này anh em nhé. Đấy, sau con này là có lẽ là cũng sẽ là xong đấy. Có lẽ là cũng là xong đấy. Hiện giờ là ghế này, những thành phần là cái này là có cửa trời nhá. Cửa trời đấy. Và đấy, chỉnh bằng điện. Đấy. À, ta bấm vào đây thì nó sẽ quay lại. Đó. Bấm đây là khóa đúng không? Rồi ok. Đấy, rồi trang trí đầy đủ. Tất cả những cái option của mới, rất là mới. À, cái này 2011 tháng 6. Tháng 6 năm 2011 anh em nhé. Đấy. Ta
đằng sau thì ba hàng ghế, hai ghế năm, mới có nghĩa là xe này là đăng ký là 7. Đăng ký 7 thì trong thực tế mình đi gia đình có thể đựng đựng thêm một hai người nữa, trẻ con nữa. Đấy, hàng sau mình kết ở cái cốp đằng sau rất là rộng. Nếu anh em nào chở đồ thì thật tuyệt vời rồi. Tuyệt vời rồi. Đấy. Ghế da rồi trần rồi tất cả, gương kính. Về cơ bản gầm ghiếc không phải xem, máy móc không phải xem. Rất là sáng sủa. Đấy, xe này cũng không phải dọn chứ gì à. Có sao thì mình ghi hình vậy. Đấy, anh em nhìn nhá, option rất là đa dạng luôn. Ghế da. Đấy. Tất cả cái đi là hiện giờ là hơn 6 vạn. Đồng hồ báo. Đấy. Option tất cho vô lăng. Cái này nó có trợ lực cái không? Trợ số gẩy tay không? Không. À. Con này được cái là rất là cao, nó không như dòng 4 chỗ. Mình đi nó rất là trườm xe, mà cái điểm mù quan sát của nó gần như rất là hẹp. Như là mình không sợ ở bên sườn đầu. Đấy, mình bản thân mình là lái con mình Civic như là mình nhìn nó nhìn hẹp. Civic là cái điểm mù nó rất rất nhiều. Civic thì nó chỉ là ăn về cái ấy thôi, ăn về cái dòng đời của nó là dòng ấy thôi, Nhật. Cái độ mà nhìn thì bám độ cua đấy. Đây là bám cua, nó không sợ quẹt vào cột trụ gì cả, cột mốc cột miếc căn ghiếc rồi. Qua ba đi các thứ là đấy. Sàn chiếc mới vệ sinh sạch sẽ, này vào thì bóng nhẫy luôn. Mình cả 2011 mình cứ tưởng là 2015 16 gì đây, nhưng con này quá tuyệt vời luôn. Con này nó gọi là Kia gì nhỉ? Kia Karen. Karen. Kia. Sản xuất Karen. Việt Nam lắp ráp. Sản xuất Việt Nam. Lắp ráp Việt Nam. À. Sản xuất 2011. Biển Hà Nội. Đấy. Số biển không có nỗi vấp gì cả, không kỵ gì cả. Đặc biệt cái gương đằng sau của cái kính đằng sau của cái cốp kia rất tốt này, rất thoáng. Được không? Nó không nhìn này nó rất thoáng. Đấy. Trần ấy có dọn dẹp gì đâu. Trần xe quên. Trần mới em mà dọn thì nó cũng mới. Này đi mới luôn. Cái gương kiếp này ta đi thì biết là đi nhiều ít thì ta còn không lật lên lật xuống. Còn mới là đi nơi đâu.